phong cách thời trang của Dinh Thanh Vàng thì nó cũng rất là nửa vời, nửa trường xuân lắm. Nhiều khi ngày hôm nay Vàng là nam, ngày mai đi event lại có một người anh, người em thân thiết rồi đó yêu cầu mình phải hóa trang thành một cô gái, thì dĩ nhiên Vàng sẽ hóa trang thành một cô gái. Nhưng mà lúc nào là cô gái Vàng cũng sẽ mặc áo dài, bởi vì Vàng tin là áo dài Việt Nam là một trong những bộ trang phục truyền thống có thể nói là đẹp nhất thế giới, và người phụ nữ Việt Nam sẽ rất là tự tin và đầy bản lĩnh khi mà khoác trên mình bộ áo dài. Đó là phong cách thời trang của Vàng khi mà hóa thân vào những cô gái. Còn thời trang bình thường của Vàng thì thường Vàng thường chọn là street style, những áo có cái form rộng một tí, tại Vàng là người nó hơi bị ốm, nó hơi bị gầy so với những bạn mà có cùng chiều cao. Đó là cái phong cách thời trang của Vàng. Còn về sản phẩm của Vàng sắp tới thì Vàng cũng đang gọi là học hỏi anh Nguyên Vũ, là Vàng sắp tới cũng sẽ ra mắt một cái kênh YouTube riêng của mình, đó là Dinh Thanh Vàng Official. Thì những ngày qua thì nó cũng chạy một số dự án nho nhỏ trên đó, nhưng mà nó chưa trở thành một hiện tượng truyền thông rầm rộ. Thì trong thời gian tới Vàng sẽ đầu tư để cho những sản phẩm hài kịch của mình, cũng như là những sản phẩm gọi là travel blogger của Vàng có thể đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả. Chị thưa quý vị, và ngay bây giờ quý vị đã có vé hết chưa ạ? Có vé hết chưa quý vị? Được, được. Dạ, đặt vé quý vị. Bây giờ mới dám chó bị xe đụng nè.